Rồi dây mâm lửa em đã lại tiếp tục về hàng nha anh em ơi. Thì dây mâm lửa rin 2 vẫn như bình thường anh em ha. Dây đời xưa. Gọng này thì rất nhiều anh em bị đứt cái chỗ này nè, tét cái cao su ở đây và đứt cái đầu ngay đây nè. Rất là nhiều người đứt luôn. Tại vì nói chung là do cái này nó phía dưới của xe anh em chứ không phải phần trên. Rồi như những dây điện trên cổ, trên sườn rồi thì nó ít đứt. Nhưng mà cọng dây này nó sẽ nằm ở phía dưới nha. Nó sẽ nằm ở phía dưới ngay chỗ cái phần lốc máy. Thì phần đó thì anh em rất là hay giẫm đạp và cũng như là nó nằm phía dưới anh em thì nó rất là nóng nha và nó dễ bị đứt lắm anh em. Nằm phía dưới đất cát này kia mưa nó bắn vào nó dễ bị mục dây và nó đứt. Thì mấy cái cao su này thì nó chịu cũng chỉ được một thời gian thôi anh em. Thế cái này nó không phải là lỗi của nhà sản xuất anh em nha, mà là bởi vì á, cái cọng này là nó chịu nhiều cái tác động từ vật lý, từ môi trường á, cho nên là nó sẽ rất là dễ bị đứt thôi, chứ không phải là cái sợi dây này là Honda nó làm dở nha. Đấy. Và một số xe thì nó bị bẩy cái cục cao su này là nước nó vô cái qua lăng nó gây sét hư qua lăng luôn đó. Thì anh em chúng ta nên mua một sợi nếu mà xe này nó bị hư hoặc là anh em thấy nó cái đầu này nó ten quá rồi. Nên những cái đầu này đầu dắt đầu anh em nhìn nó rất là mới nè, thấy không, nó rất là đẹp, nó vàng đồng như vậy. Nhưng mà nhiều cụm dây anh em để chúng ta nhìn nó sẽ đen thui luôn, tại vì cái dắt này nó bị oxy hóa anh em. Bởi vậy nhiều lúc nó lửa anh em nó chập chờn á, dẫn tới hư cái cục lửa là do cái sợi dây này. Tại vì nhiều lúc anh em cái này nó không có ăn điện anh em, cái nó chập chen cái dòng dàn lửa của anh em, nó gây cái hiện tượng là bị hư cái bộ lửa nha. Thì mình về số lượng cũng ok nhiều cho anh em, còn những anh em nào mà lấy tầm 10 sợi anh em cứ nhắn qua cho Đạt để có bớt giá trị cho anh em nha. Đấy, thì cái này là hàng chuẩn những cái đời xe rim ngày xưa nha anh em nha. Cái này thì nó cũng thuộc dạng đời xưa rồi chứ không phải là hàng mới bây giờ nha anh em nha, mà nó là hàng mới mà đời xưa. Cái loại này thì anh em kiếm trên thị trường rất là khó, vì cái cọng dây này nó thật với anh em đưa người ta không biết là cọng dây gì đó, chứ đừng nói mà bán cho anh em. Thì những người mà chơi rim thì không thể bỏ qua được cái sợi dây này nha. Để anh em nào mà chúng ta bị đứt, bị hư thì anh em có thể quan tâm. Dây rất là dày, lõi đồng, giác đồng nha anh em nha. Đầu trục cao su như nó có mã luôn anh em. Đây này, trục cao su này nó có mã luôn này. Đây nha, đấy thấy không? Đầu nó có mã luôn này. Đấy, mã. Đó, thấy chưa? Mã luôn, ghê không? Cọng dây nhỏ nhỏ vậy mà có mã rồi nha. Đây, chỗ này nó có một cái phần băng keo trắng này. Băng keo trắng thì thực ra mình cũng không biết để làm gì, nhưng mà Honda nó hay dán những băng keo trắng, băng keo đỏ lên xe nha em nha. Đó, thì dây này một đầu nó sẽ là bao nhiêu giác đây? 2 này. 4 này. 6 7 giác nha. Ở dưới này nó sẽ có 5 cộng ở đây. Nào đây là 5 cộng với 1 cộng, 2 cộng báo số đây nó là 7 cộng nha. Ở trên thì sẽ có 6 2 4 6 7 trên 7 dưới 7 luôn nha. Trên 7 dưới 7 nha. Đó. Rồi cái phần này là cao su để chặn nước cho cái lốc nhớ cái chỗ cái lốc lửa này anh em. Cái này là dùng để chặn nước vào cho qua lăng nha. Đó thì anh em nào chúng ta có nhu cầu liên hệ với Đạt nha. 100 ngàn một sợi nha, quên báo giá luôn. 100 ngàn một sợi nha anh em. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với Đạt số điện thoại 0915 434 973 nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều luôn nha.